Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3 sách cánh diều. Bài 71, luyện tập trung. Bài tập số 1, câu A, các em đọc các số sau. Số 1, 8, 7, 9. Các em đọc như thế nào? Ở đây cách đọc là các em sẽ chia số này thành hai phần. Các em tính từ bên phải sang bên trái. Các em tách ra ba chữ số cuối cùng. Rồi, cụ thể thì các em sẽ đọc như sau. 1.000. Ba chữ số còn lại các em đọc là 879. 1.879. Tương tự, số này thì các em cũng tách ra ba chữ số cuối cùng. Các em đọc là 6.500. Rồi số tiếp theo, các em tách ra ba chữ số cuối cùng. Các em đọc là 43.001. Số tiếp theo, 96.075. Số tiếp theo, 47.293. B. Viết các số sau. Đọc số, viết số. 2.765. Các em viết số này như thế nào? À, 2.000 thì các em viết số 2. 765. 765. Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi tám. 248. 99.000. 99. Đây là số tròn nghìn, cho nên ba chữ số cuối cùng đều bằng không. 36.044. Ba mươi sáu, không trăm bốn mươi bốn, không bốn bốn. Rồi tiếp theo là các em sang câu C, viết các số ở câu B thành tổng của chục nghìn, nghìn, trăm, chục đơn vị theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau: 2.765 bằng 2.000 cộng 700 cộng với 60 và cộng với 5. Rồi theo mẫu, số 76.248. 76.000 thì bằng 70.000 cộng với 6.000. 248 bằng 200 cộng với 40 cộng với 8. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nhé. Rồi tiếp theo là 99.000 thì bằng 90.000 cộng với 9.000.
36.044. 36.000 thì bằng 30.000 cộng với 6.000. 0 trăm. 0 trăm thì các em không cần phải viết. 44 bằng 40 cộng 4. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Các em điền số thích hợp vào ô trống. Các em quan sát tia số thứ nhất. Ta có 3.000 rồi đến 3.050. Ta thấy số 3.050 bằng 3.000 cộng với 50. Có nghĩa là từ số 3.000 này các em cộng thêm 50 thì ta được số tiếp theo. Như vậy 3.050 cộng với 50 bằng 3.100. 3.100 cộng với 50 bằng 3.150. Rồi tương tự 3.150 cộng với 50 thì bằng 3.200. Ở đây chữ số 3 các em giữ nguyên. 150 cộng với 50 bằng 200. Được chưa? Rồi tương tự chữ số 3 các em giữ nguyên. 350 cộng với 50 bằng 400. 3.400. Chữ số 3 các em giữ nguyên. 400 cộng với 50 bằng 450. 3.450. Rồi 450 mà cộng với 50 thì bằng 500. 3.500. Các em quan sát tia số thứ hai. 26.100. 26.200. Như vậy 26.100 cộng thêm 100 thì chúng ta được số tiếp theo. Đúng không? Vậy 26.200 cộng thêm 100 ta được 26.300. Cứ như vậy chúng ta có 26.500 đến 26.600. 26.600 thì đến 26.700. 26.800. 26.900. 27.000. 27.100. Được chưa? Các em cứ cộng thêm 100 thôi. Bài tập số 3 cho các số sau. Các em quan sát mỗi bạn cầm một thẻ số. A. Tìm số bé nhất. B. Tìm số lớn nhất. C. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi trước hết là các em so sánh 4 số này với nhau để chúng ta tìm ra số bé nhất, số lớn nhất. Rồi ở đây chúng ta nhận thấy số 3.078 có ít chữ số nhất, cho nên số này là số bé nhất. 3 số còn lại ta thấy 26 bé hơn 39, cho nên số 39.469 là số lớn nhất. Được chưa? 3.078 là số bé nhất. 39.469 là số lớn nhất. Hai số còn lại các em so sánh tiếp. Ta thấy 1 bằng 1. 0 bé hơn 1. Cho nên 26105 bé hơn 26115. Và bé hơn 39469. Vậy số bé nhất chính là số 3078. Số lớn nhất
chính là số 39.469. Bây giờ các em sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thì đây chính là các số đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Câu A, số bé nhất là 3.078. Câu B, số lớn nhất là 39.469. Câu C, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 3.078, 26.105, 26.115 và lớn nhất là 39.469. Tiếp theo là các em sang bài 4 thực hành làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Rồi trong phần này thì các em sẽ đố nhau. Ví dụ là đố bạn làm tròn số 27.000 đến hàng chục nghìn là số nào? A, số 27.000, hàng chục nghìn của số này là 2. Đứng ngay phía sau 2 là 7. 7 lớn hơn 5, cho nên chúng ta sẽ làm tròn tiến. 27.000 làm tròn tiến ta được 30.000. Hay là đố bạn làm tròn số 14.300 đến hàng nghìn là số nào? À, hàng nghìn của số này là 4. Đứng ngay phía sau 4 là 3. Vì 3 bé hơn 5, cho nên chúng ta sẽ làm tròn lùi. 4.300 các em lùi xuống, ta được 4.000. Như vậy là ta làm tròn được số 14.000. Rồi các em cũng có thể lấy thêm một số ví dụ khác. Ví dụ làm tròn số 26.115 đến hàng chục nghìn thì ta được số nào? Hàng chục nghìn ở đây là 2. Đứng ngay phía sau 2 là 6. Vì 6 lớn hơn 5, cho nên chúng ta sẽ làm tròn tiến. 26.000 làm tròn tiến ta được 30.000. Được chưa? Rồi hay là làm tròn số 26.115 đến hàng nghìn thì ta được số nào? Ở đây hàng nghìn của số này là 6. Hàng nghìn là 6 thì số 2 nó không liên quan gì cả. Được chưa? Các em làm tròn hàng nghìn thì số 2 nó không liên quan gì cả. Các em giữ nguyên. Đứng ngay phía sau 6 là 1. 1 bé hơn 5. Bé hơn 5 thì chúng ta làm tròn lùi thôi. 6.115, chúng ta lùi xuống 6.000. Vậy ta được số là 26.000. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 5. A, câu nào đúng, câu nào sai? Các em quan sát hình và phân tích từng câu một. A, OM, ON, OP, OQ là các bán kính của hình tròn tâm O, đúng hay sai? À, ta có hình tròn tâm O này. Điểm O này nối với bất kỳ một điểm nào trên đường tròn thì chúng ta sẽ được bán kính. Như vậy OM là bán kính, ON là bán kính, OP là bán kính và OQ là bán kính. Tức là câu A này là đúng này. Được chưa?
Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Màn PQ là đường kính của hình tròn tâm O, đúng hay sai? À, ta thấy màn là đường kính của hình tròn tâm O là đúng. Bởi vì màn nó đi qua tâm O. PQ là đường kính của hình tròn tâm O là đúng. Bởi vì PQ nó đi qua tâm O. Được chưa? Như vậy câu B là đúng này. Câu C, HI là đường kính của hình tròn tâm O, đúng hay sai? À, HI không phải là đường kính của hình tròn tâm O, bởi vì tâm O nó không nằm trên HI. Đúng không? Tâm O nó phải nằm trên HI cơ mới là đúng. Rồi như vậy câu C là sai. Các em nhớ nha, đường kính thì nó phải nó phải đi qua tâm O. Như đường màu tím này, đúng không? Nó phải đi qua tâm O thì mới được gọi là đường kính. Còn HI nó không đi qua tâm O. B, dùng compa vẽ một đường tròn vào vở. Thì cách vẽ một đường tròn bằng compa các em đã được học ở video trước rồi. Nếu em nào vẫn chưa nắm được thì các em có thể xem lại video trước nha. Các em vào phần danh sách phát toán lớp 3 sách cánh diều để các em tìm bài trước nha. Rồi cụ thể là chúng ta sẽ vẽ được một đường tròn tâm O như thế này. Bài tập số 6. A. Đọc cân nặng của mỗi con vật sau với đơn vị gram, rồi cho biết con vật nào nặng nhất. Rồi trước hết là con gà. Các em đọc này. 1862 gram. Con nhím 762 gram. Rồi con mèo. Con mèo thì trước hết là các em phải đổi ra gram đã. Các em biết là 1 kg bằng 1.000 gram. 4 kg thì bằng 4.000 gram. Bây giờ các em cộng thêm với 876. 876 gram. Thì bằng 4.000 này. 876 này. Được chưa? Như vậy cân nặng của con mèo là 4.876 gram. Cân nặng của con thỏ thì sao? À, trước hết là kem đổi 2 kg bằng 2.000 gram. Cộng thêm với 583 gram. Bằng 2.583. Vậy cân nặng của con thỏ là 2.583 gram. Con vật nào nặng nhất? À, con gà là 1.000 này, con mèo là 4.000 này, con thỏ là 2.000 này. 4.000 là lớn nhất, đúng không? Vậy con mèo nặng nhất. Rồi, như vậy là các em sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Trước hết là các em đổi 4 kg 876 g bằng 4.876 g. 2 kg 583 g bằng 2.583 g. Rồi như vậy là chúng ta sẽ đọc cân nặng của từng con vật như sau. Cân nặng của con gà trống là 1.862 g. Cân nặng của con nhím là 762 g. Cân nặng của con mèo là 4.876 g. Cân nặng của con thỏ là 2.583 gram. B. Kể một số tình huống thực tế
sử dụng các số trong phạm vi 100.000. Trong thực tế có rất nhiều tình huống các em có thể kể. Ví dụ như là ví dụ như là cầu Nhật Tân này ở thành phố Hà Nội dài 3.900 m. 3.900. Đây là số trong phạm vi 100.000. Đúng không? Sân vận động Hàng Đẫy ở Hà Nội có sức chứa khoảng 22.580 người. Hay là sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có sức chứa khoảng 25.000 người. Thì trong các tình huống này chúng ta có sử dụng các số trong phạm vi 100.000. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.